What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi khám phá nội tạng của em này. Đây là em RKR87. Như trước đây mình đã hứa là mình sẽ mổ bụng nó cho anh em xem. Và hiện tại thì trên tay mình đang là phiên bản màu trắng mới nhất của thằng RKR87. Và hôm nay mình sẽ thử thay cho nó một cái bộ switch khác, xem thử gõ nó có ok hơn không nhé. Ok, let's go. Đầu tiên thì mình sẽ cho anh em ngắm sơ qua cái phiên bản màu trắng này nó sẽ có khác biệt gì so với phiên bản màu đen. Thì chúng ta sẽ thấy đập ngay thì cái vỏ cây của nó sẽ được sơn hoàn toàn màu trắng và nó sẽ có những cái nút được làm bằng màu trắng này, màu đen và màu đỏ tươi kết hợp với nhau, nhìn khá là bắt mắt. Ngoài cái cây nó được sơn màu trắng ra thì chúng ta thấy nó cũng không có gì khác biệt so với bản màu đen hết. Vì mà màu trắng cho nên là sẽ có cái cảm giác LED nó hắt lên, nhìn đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ thử cắm dây vô cho các bạn xem nha. Mặc dù là đèn ở trong phòng đang rất là sáng, nhưng cái LED của em này lên khá là nổi bật. Chắc chắn rồi, màu trắng lúc nào cái cảm giác LED của nó cũng tốt hơn là những cái phiên bản màu đen tối màu. Trước khi mình chuyển sang mổ bụng em này thì mình sẽ quay toàn cảnh em này cho anh em xem nhé. Phiên bản màu trắng thì nó sẽ khá là đẹp đấy. Okay, sau một hồi chật vật để gỡ được cái top cây này ra thì mình rút ra được một kinh nghiệm, đó là những con như thế này thì tốt nhất các bạn không nên gỡ ra để làm gì, vì nó có thiết kế ngàm rất là nhiều và cái cây của con này thì cực kỳ là khít luôn, cho nên là khi các bạn sử dụng tay thì không thể nào mà mở con này lên được, mà nếu dùng dụng cụ thì cũng phải rất là khó khăn thì mới mở được. Nếu như mà các bạn không muốn làm hư hại đến cái cây này thì cũng sẽ rất là khó, cho nên có lẽ các bạn không nên mở ra nha. Mặc dù cái con này không phải là bản wireless nhưng mà nó vẫn sẽ có một cái mặt nhỏ, mặt con nữa để dẫn xuống dưới cái đầu cắm tai si. Đây thì các bạn dỡ lên, các bạn nhớ cẩn thận một chút nhé. Thì ở phía dưới chúng ta vẫn nhìn thấy là một cái lớp mút tiêu âm. Đây, như mình đã nói thì con này nó có trang bị sẵn đầy đủ từ tiêu âm từ trên xuống dưới. Và cái cây con này thiết kế cũng khá là khít, hầu như không có khoảng trống gì nhiều. Đó. Cho nên là các bạn có thể lót thêm, hoặc không thì các bạn có để nguyên như này thì nó cũng khá là ok rồi. Về trên hot swap thì em này đang sử dụng một cái hãng gì đó mà mình không đọc ra được cái tên của nó mà nghe rất là lạ. Có lẽ thì cái hãng này cũng là dạng bên tàu sản xuất thôi. Ở giữa PCB và plate thì chúng ta vẫn sẽ thấy có cái lớp PV, một cái lớp mút tiêu âm rất là dày ở đây. Đó. Và có lẽ các bạn cũng có thể nhìn thấy nó khi mà chúng ta hot swap rồi. Bề mặt của em này thì mình thấy nó khá là chỉnh chu. Như các bạn thấy thì nó hàn rất là đẹp và hầu như không có kiểu nhem nhuốc, chứng tỏ là bọn này nó cũng kiểm tra sản phẩm khá là tốt. Ok, bây giờ mình sẽ gắn vô lại nhé. Ok, trước khi mình sao test cái phiên bản dùng Gatron Pro thì mình sẽ cùng cho anh em nghe lại cái tiếng red switch stock của em này nhé. Và các bạn lưu ý đây là phiên bản stock, tức là chưa có làm gì hết và sẽ không có mod miếc gì hết nhé. Thank you.
Và như vậy là mình đã vừa mới sao test xong cho anh em nghe em RK087 với phiên bản đó là dùng switch Gateron Pro. Với cái dòng switch này thì các bạn đã được lúc sẵn cho nên khi mình gõ thì cái cảm giác của nó mượt hơn rất là nhiều. Và âm thanh của nó cho ra cũng rất là gọn gàng và nghe rất là hay. Hay hơn nhiều so với phiên bản RK gốc. Nếu như các bạn mua một con RK087 này thì các bạn có thể nâng cấp lên một cái bộ switch ngon hơn để có một cái trải nghiệm tốt hơn nhiều so với phiên bản gốc nha. Mình đánh giá thì về cái build của em này thì quá là ngon rồi, nhất là những cái stat stock mình chưa thấy có con bàn phím nào mà buoy stock mà nó có cái stat ổn định như thế này. Mặc dù mình đã thay switch thay khi cáp các kiểu gỡ ra gỡ vô rồi nhưng mà cái stat của nó gõ vẫn cực kỳ là cân luôn, nghe rất là sướng. Về cái keycap thì mình vẫn chưa ưng cái bộ keycap này lắm. Nếu như mà các bạn thích thì mình có thể thử thay một cái bộ keycap khác xem thử cái âm thanh của nó có ok hơn không nhé. Các bạn nghĩ sao về em RKR87 này? Nếu mà các bạn có ý kiến gì thì hãy để lại phía comment trong phần bình luận nhé. Còn nếu mà các bạn muốn tham khảo giá cũng như là xem các thông số của em này thì có thể click vào link trong phần mô tả của video nhé. Thôi, nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share và ủng hộ kênh Bột Gear. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye!